cái con số năng lượng của ngũ hành bản mệnh thổ, màu tương sinh và màu bản mệnh của ngũ hành và ngũ hành bản mệnh thổ thì nên sử dụng những cái vật phẩm nào để thu hút cái năng lượng cho bản thân cũng như là thu hút cái tài lộc trong công việc. Và những người ngũ hành bản mệnh thổ trong video ngày hôm nay Trang nhắc tới đó là người Bính Tuất là 1946, người Đinh Hợi là 1947, Canh Tý là 1960, Tân Sửu là 1961, Mậu Thân là 1968, Kỷ Dậu là 1969, Bính Thìn năm 1976 và Đinh Tị năm 1977, Canh Ngọ là 1990, Tân Mùi là 1991, Mậu Tân là 1998, Kỷ Mão là 1999, Bính Tuất năm 2006 và Đinh Hợi năm 2007. Những người có những cái năm sinh mà Trang vừa nhắc tới là những người mang ngũ hành bản mệnh hỏa. Thì ngày hôm nay cái video này sẽ giúp cho các bạn hiểu được ngũ hành bản mệnh hỏa trong cái ngũ hành bản mệnh của bản thân chúng ta của các bạn thì sẽ sử dụng những cái con số nào, những vật phẩm nào và những màu nào để giúp cho các bạn thu hút năng lượng. Và các bạn đừng quên theo dõi hết video của mình ha. Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cái một cái chủ đề cho một ngũ hành bản mệnh cuối cùng trong cái vòng ngũ hành bản mệnh mà trong chuỗi series ta đang Trang đang làm về ngũ hành bản mệnh ha. Đó là ngũ hành bản mệnh thổ. Thì ngày hôm nay Trang sẽ nói về những cái con số năng lượng của ngũ hành bản mệnh thổ, màu tương sinh và màu bản mệnh của ngũ hành và ngũ hành bản mệnh thổ thì nên sử dụng những cái vật phẩm nào để thu hút cái năng lượng cho bản thân và cũng như là thu hút cái tài lộc trong công việc. Và những người ngũ hành bản mệnh thổ trong video ngày hôm nay Trang nhắc tới đó là người Bính Tuất là 1946, người Đinh Hợi là 1947, Canh Tý là 1960, Tân Sửu là 1961, Mậu Thân là 1968, Kỷ Dậu là 1969, Bính Thìn năm 1976 và Đinh Tị năm 1977, Canh Ngọ là 1990, Tân Mùi là 1991, Mậu Tân năm 1998, Kỷ Mão năm 1999, Bính Tuất năm 2006 và Đinh Hợi năm 2007. Những người có những cái năm sinh mà Trang vừa nhắc tới là những người mang ngũ hành bản mệnh hỏa. Thì ngày hôm nay cái video này sẽ giúp cho các bạn hiểu được ngũ hành bản mệnh hỏa trong cái ngũ hành bản mệnh của bản thân chúng ta của các bạn thì sẽ sử dụng những cái con số nào, những vật phẩm nào và những màu nào để giúp cho các bạn thu hút năng lượng. Và các bạn đừng quên theo dõi hết video của mình ha và chia sẻ video của mình đến những người mang cùng ngũ hành bản mệnh để có thêm nhiều giá trị cho mọi người hơn nữa. Vậy thì người ngũ hành bản mệnh hỏa thì sẽ là vậy thì người ngũ hành bản mệnh thổ là người ngũ hành bản mệnh mang cái màu sắc nào? Người ngũ hành bản mệnh thổ, thổ là tượng trưng cho đất các bạn. Thì những cái màu mà mang tượng trưng cho màu nâu đất, màu nâu, màu vàng là những người của những cái màu của ngũ hành bản mệnh tương sơ là màu của ngũ hành bản mệnh của những người bản mệnh thổ. Thì các bạn nên sử dụng những cái màu đó để thu hút cái năng lượng cho bản thân các bạn. Và chúng ta muốn sử dụng màu tương sinh thì chúng ta sẽ sử dụng cái ngũ hành bản mệnh tương sinh ra bản mệnh thổ, đó là bản mệnh hỏa. Khi mà chúng ta sử dụng được màu tương sinh thì vẫn như những cái video trước Trang đã nhắc tới rồi, ngũ hành bản mệnh tương sinh sẽ giúp cho chúng ta gia tăng cái năng lượng bản thân và thu hút cái tài lộc của chúng ta và giúp cho chúng ta hanh thông hơn trong công việc và ít gặp trở ngại hơn, đúng không ạ? Vậy thì khi mà chúng ta sử dụng cái ngũ hành bản mệnh của chúng ta, nghĩa là của bản mệnh thổ, màu vàng, màu nâu, màu nâu đất, màu đất ấy, thì nó sẽ giúp cho chúng ta bổ trợ cái năng lượng của bản thân chúng ta tấn an hơn và chúng ta cảm giác như là sự bình an đến với chúng ta và sự thịnh vượng đến chúng ta cân bằng. Nhưng nếu như các bạn sử dụng được cái màu tương sinh của màu hỏa để nó sinh ra thổ thì cái năng lượng nó sẽ tiếp cận nhiều hơn, các bạn sẽ thu hút tài lộc nhiều hơn và các bạn sẽ cảm thấy hanh thông hơn, cảm thấy tinh tấn hơn. Thì những cái màu bản mệnh hỏa là những cái màu thuộc về hành hỏa như màu đỏ, màu cam, màu nóng các bạn, những cái màu thuộc màu nóng và màu hỏa thì nó sẽ giúp cho các bạn gia tăng cái năng lượng của bản thân các bạn lên. Và những cái vật phẩm mà của hai cái ngũ hành bản mệnh thổ và ngũ hành bản mệnh hỏa đó thì các bạn cũng nên sử dụng những cái màu mà phù hợp cho cái ngũ hành bản mệnh của mình và tương sinh ra. Các bạn có thể sử dụng những cái vật phẩm treo trong nhà hoặc trong phòng ngủ hoặc trong bàn làm việc của các bạn, hoặc là những cái vật dụng mà các bạn mang thì trong cái quá trình các bạn làm việc thì nó có thể mang ngũ hành bản mệnh của mệnh thổ và mệnh hỏa. Thì mệnh thổ là gồm có những cái gì và mệnh hỏa gồm có những cái gì? Mệnh thổ các bạn có thể sử dụng những cái hòn đá thạch anh mang những cái màu vàng các bạn ha,
hoặc là những cái nhẫn đá mà cái màu vàng, những cái màu mà tương sinh cho cái màu bổ trợ cho cái ngũ hành bản mệnh của chúng ta. Rồi các bạn có thể sử dụng những cái hòn đá đó đặt ở trên bàn làm việc, hoặc các bạn có thể sử dụng những cái tranh tranh về về đất thổ rất là lớn và mang cái ngũ hành bản mệnh thổ và treo lên, và cũng như là ngũ hành bản mệnh hỏa, bức tranh của ngũ hành bản hỏa về mặt trời, về hoàng hôn, về bình minh. Và chúng ta có thể sử dụng những cái màu đỏ, những cái vật phẩm đỏ để chúng ta treo để nha, mang cái tượng trưng là của ngũ hành bản mệnh hỏa, nó giúp cho chúng ta tăng cái thu hút cái năng lượng của chúng ta lên. Và cái vật phẩm của bản thân, ví dụ như túi xách, ví dụ như là laptop, hay là những cái vật phẩm như điện thoại, ốp lưng điện thoại, quần áo hay là giày dép mà chúng ta mang theo, thì các bạn cũng nên sử dụng những cái màu ngũ hành bản mệnh mà của chúng ta và tương sinh bổ trợ cho chúng ta. Tránh trường hợp các bạn sử dụng những màu kỵ, ví dụ như là thổ, mệnh mệnh thổ thì sẽ kỵ với cả mệnh thủy, và thổ cũng sẽ kỵ với mộc, thì các bạn cũng hạn chế để các bạn mà mang những cái vật phẩm hoặc những cái màu mà của những ngũ hành đó, thì nó sẽ làm mất đi cái năng lượng của chúng ta. Vậy thì rất là nhiều người chú tâm đến cái vấn đề mà các bạn sử dụng những cái ngũ hành bản mệnh này, những cái màu tương sinh cho những cái đồ dùng này, và các bạn sẽ cảm thấy rằng là mang năng lượng sẽ tốt hơn nếu như các bạn chưa biết mà các bạn đang sử dụng. Có rất là nhiều người, ví dụ như là những người như bản thân Trang ban đầu ngày trước ấy, thì Trang là người ngũ hành bản mệnh kim, nhưng mà Trang lại rất là thích màu đỏ các bạn, nên là Trang rất là đeo vòng cũng màu đỏ luôn, giỏ sách của Trang cũng màu đỏ luôn, đôi giày của Trang cũng màu đỏ, thậm chí đi đâu cũng nguyên một cây đỏ chét luôn. Nhưng mà khi mà mình hiểu được một cái điều này rồi thì mình ngẫm lại cái hình dung cái hành trình đó, mình thấy thì đúng là mọi thứ nó đến với mình là cũng cũng có cái tốt cũng có cái xấu, nhưng mà cái sự chông gai và cái sự vấp ngã trong cái công việc của mình nó nhiều hơn, nó không có được hanh thông nhiều hơn khi mà mình hiểu được rằng là những cái ngũ hành bản mệnh nào nó mang cho mình được cái năng lượng, nó mang cho mình được cái hanh thông trong cái công việc của mình, nó mang cái tài lộc. Thì từ khi mình đổi sang những cái màu mà chỉ tương sinh và bổ trợ cho mình, thì mình thấy công việc của mình rất là hanh thông, tâm rất an và mọi thứ bên ngoài rất là bình an các bạn. Thì đó là cái mà Trang trải nghiệm thực tế và rất là mong chia sẻ cho các bạn, để các bạn có thể có những cái trải nghiệm giống mình. Dĩ nhiên sở thích của mỗi người nó sẽ không nhất thiết là cái việc mà các bạn phải sử dụng cái ngũ hành bản mệnh của mình và cái màu của cái ngũ hành tương sinh của mình. Nhưng mà mình muốn cuộc sống của mình tốt hơn, mình muốn công việc của mình cải thiện hơn, mình muốn mình hanh thông hơn, thì mình hãy áp dụng theo nó. Và đó là một trong những cái yếu tố đầu tiên để các bạn thu hút cái năng lượng, thu hút cá nhân tốt, thu hút những cái tài lộc về cho bản thân của chúng ta. Và những cái vật phẩm đó thì hoàn toàn cũng rất là dễ mua, dễ tìm và dễ sử dụng các bạn ha. Nên các bạn cũng hoàn toàn là hãy tự tin để mình có thể thực hành và mình chiêm nghiệm lại cái hành trình. Khi các bạn thực hành những cái video mà Trang hướng dẫn đó, trong cái kênh phong thủy này, thì các bạn hãy hãy thực hành và các bạn hãy chiêm nghiệm nó. Ví dụ như là các bạn hãy chiêm nghiệm nó trong cái quá trình mình sử dụng đó, thì nó có những cái biểu hiện gì nó khác thường, nó có những cái gì tốt lên, cái gì những xấu đi, con người mình sẽ thấy như thế nào, công việc mình sẽ ra sao so với trước kia mình chưa biết đến nó và mình chưa áp dụng nó, thì mình sẽ rất là dễ để mà các bạn có thể tìm ra được là những cái điểm tối ưu của nó và những cái điểm tuyệt vời của nó mang lại đến cho mình. Và nó cũng sẽ giúp cho các bạn tìm ra được cái sứ mệnh và nó tìm ra người thầy để dẫn dắt cho mình rất là tốt. Nó giống như là kim chỉ nam dẫn đường ấy các bạn. Nên các bạn hãy thử hình áp dụng đi. Tâm linh và phong thủy nó là hai yếu tố vô cùng tuyệt vời để chúng ta có thể chuyển vận của chúng ta các bạn ạ. Và đó là cái về màu và vật phẩm. Và cái tiếp theo là người ngũ hành bản mệnh thổ thì sẽ phù hợp với con số nào, và con số nào mang năng lượng cho người ngũ hành bản mệnh thổ đây. Vậy thì con người người của ngũ hành bản mệnh thổ sẽ hợp với con số 0 và con số 5. Khi các bạn nghĩa là sao? Nghĩa là khi các bạn chọn những cái dãy số cho chúng ta, ví dụ như là số nhà, số xe, số tài khoản ngân hàng, hoặc là những cái con số mà các bạn cảm thấy nó thích, ví dụ như là con số các bạn chuyển tiền, các bạn ký hợp đồng hay các bạn ra số tiền khóa học, thì các bạn hãy lên mang cái năng lượng của con số 0 và số 5, ví dụ 10, 15, 25, 20, nó có những con số đó kèm theo thì cái năng lượng thu hút cho các bạn rất là tốt. Và đặc biệt các bạn nhớ rằng là con số điện thoại và con số năng là con số năng lượng vô cùng để các bạn có thể là gắn kết những mối quan hệ trong ngoại giao, trong kinh doanh của mình, cũng như gắn kết cái mối quan hệ trong cuộc sống gia đình. Và đó là những cái chia sẻ của mình ngày hôm nay trong cái video cho người ngũ hành bản mệnh thổ. Rất là mong rằng là vì những cái video mà Trang ra trong cái chuỗi series ngũ hành bản mệnh, các bạn đã có một phần nào hiểu được rằng là bản thân mình đang nằm ở ngũ hành nào và mình thuộc những cái năng lượng nào, mình thuộc những cái màu nào, mình thích nghi được với những cái màu nào thì tốt cho bản thân của mình.
Và rất là mong rằng là các bạn hãy đón xem và các bạn hãy comment ở bên dưới video về những cái trải nghiệm thực tế của các bạn khi các bạn áp dụng những cái điều mà Trang chia sẻ. Video của Trang ra vào 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần. Và rất là mong các bạn luôn luôn ủng hộ mình, hãy subscribe và nhấn vào phần quả chuông để các bạn có thể nhận được những video mới nhất mà Trang ra. Một lần nữa, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.